Bộ anh chưa bao giờ đòi làm tình lần hẹn hò đầu tiên hả? Đâu có đâu, chỉ trò chuyện thôi. Ô hô hô, chỉ trò chuyện này nọ thôi. Thật sự nam giới thời nay vậy đó, mình đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Phải, văn minh giới thần xạo nữa. Hãy tin vào trực giác, đừng tin vào người tỉnh. Dùng bao cao su, ngăn chặn không để si đa lan truyền.